Thực ra thì cả Thái Lan và Nhật Bản họ đều vừa tham gia cái giải vô địch châu Á và cụ gần như là với một cái đội hình giống nhau, chỉ có cái Nhật Bản là lần này thay có hai vị trí, nhưng mà cái quan trọng là vị trí đấy là vị trí quan trọng nhất, đấy là truyền hai. Thành ra là chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thì sẽ cố gắng làm sao bước vào trận đấu ngày mai thì hai cái lối chơi đều giống nhau, vì vậy rằng là sẽ mục tiêu sẽ là quyết tâm cao nhất để các vận động viên cũng thể hiện cái việc đấy, chứ còn để bảo muốn gặp ai thì nói hơi khó, vì trong cái thời điểm này thì như Thái Lan vừa rồi vừa vô địch giải châu Á, vì vậy chúng ta cũng hy vọng rằng là các vận động viên ngày mai thể hiện hết cái khả năng của mình. Cái giúp cho vận động viên ấy là việc đầu tiên là ai cũng cảm thấy hào hứng và có một cái sự quyết tâm cao, vì nếu như đối với một trận đấu bán kết thì tất cả vận động viên đều phải xác định đấy là nếu như chúng ta làm được thì chúng ta sẽ có cái thứ hạng tốt hơn. Chứ còn bước vào trận đấu ngày mai thì chắc chắn rằng là các vận động viên sẽ phải thi đấu. Mình nghĩ rằng các vận động viên Việt Nam sẽ thi đấu hơn 100% khả năng. Cái điều này thì mong muốn thì ai cũng mong muốn, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng là các vận động viên của Việt Nam có tiến bộ, nhưng chúng ta cũng vẫn phải nhìn thấy thì cần phải đi từng bước, chưa có thể nào một cái ra biển lớn được, đấy là cái điều chắc chắn. Thành tích của bóng chuyền năm nay là tương đối tốt, nhưng vẫn phải cần cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn thì mới có chiều sâu và mới có sẽ có kết quả tốt hơn. Thực ra thì Thanh Thúy là một vận động viên về tiềm năng là và thể hiện năng rất tốt, nhưng mà chúng ta thể nhìn thấy các vận động viên của Trung Quốc nếu mang ra so sánh thì chúng ta không nên so sánh, vì các vận động viên ấy họ đang thứ nhất rằng là họ ở một cái đội hình gắn kết, thứ hai là họ được thi đấu một năm bao trận ở những cái trình độ rất là cao. Thanh Thúy chúng ta hiện giờ nếu mà nói rằng chủ công tốt nhất châu Á thì chưa tiếp cận được, mình phải khẳng định cái điều đấy, nhưng mà em ý sẽ còn phát triển.